Xin chào quý vị và bà con ngư dân. Thưa quý vị, hiện nay lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường đang bao phủ trên khu vực vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc của Biển Đông, gây ra trường gió đông bắc có cường độ trung bình trên những vùng biển này. Trong khi đó thì trường gió đông đến đông bắc bao phủ trên khu vực giữa và phía nam của Biển Đông. Trong 24 giờ tới, lưỡi áp cao lục địa hoạt động với cường độ ổn định. Do vậy, hướng cũng như là cường độ gió trên các vùng biển ở nước ta sẽ ít thay đổi so với ngày hôm nay. Sau đó thì lưỡi áp cao lạnh sẽ suy yếu dần, tạo điều kiện cho vùng thấp nóng phía Tây phát triển trở lại và mở rộng dần về phía Đông Nam. Khi đó thì trường gió đông bắc thịnh hành trên các khu vực biển phía Bắc sẽ chuyển dần sang hướng giữa Đông và Đông Nam với cường độ cũng giảm nhẹ. Các khu vực biển phía Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, trong khi đó thì trên cao chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới, thời tiết biển tốt cũng như là hoạt động của gió khá ổn định. Sau đây là dự báo cho các vùng biển trong 24 giờ tới. Tại vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ, thời tiết trên vùng biển này có dấu hiệu tốt hơn so với 24 giờ qua. Bầu trời giảm hẳn mây và chỉ còn xuất hiện mưa rào nhẹ trên diện hẹp, khiến cho tầm nhìn xa tăng lên trên 10 km. Với điều kiện thời tiết như vậy, mang lại sự thuận lợi cho hoạt động giao thông trên vùng biển này. Ngoài ra thì đới gió đông tại khu vực cũng chuyển hướng giữa đông bắc đến đông và hoạt động với mức cấp 4, biển bình thường. Tại vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ, thời tiết tốt với mưa rào nhẹ vài nơi cũng sẽ xảy ra tại vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ. Đồng thời, gió thay đổi giữa hướng Đông Bắc đến Đông có cường độ trung bình khoảng cấp 4. Mưa dông giảm, sóng gió cũng yếu đi, cùng với trạng thái thời tiết khá tốt sẽ còn tiếp tục duy trì trong vài ngày tới. Tại vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi bao gồm đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn, trong đêm nay và ngày mai thì gió trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn hoạt động ổn định, nhưng đới gió đông nam sẽ được thay thế bởi trường gió đông bắc đến đông ở khoảng cấp 4, biển bình thường. Thời tiết khu vực biển phổ biến ít mây và có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, đảo Phú Quý, càng đi sâu xuống phía Nam, thời tiết càng có xu hướng tốt và ổn định hơn. Trong đó, tại vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, bao gồm đảo Phú Quý, bầu trời quang mây và không có mưa, tầm nhìn xa khá thông thoáng, đới gió đông bắc đến đông mạnh cấp 4, biển bình thường. Sóng gió yếu và thời tiết không mưa rất thuận lợi cho hoạt động khai thác đánh bắt trên khu vực, nhất là các kế hoạch đánh bắt xa bờ dài ngày của bà con ngư dân. Tại vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Côn Đảo, hiện nay gió trên khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã chuyển sang hướng đông bắc với cường độ trung bình khoảng cấp 4 và sẽ còn duy trì trong 24 giờ tới. Bầu trời ít mây và hầu như không có mưa, có chăng chỉ là những cơn mưa rào nhẹ xảy ra vào lúc chiều tối với tầm nhìn xa đạt trên 10 km. Thời tiết tốt, sóng gió hoạt động ổn định với cường độ không mạnh, do vậy có hoạt động giao thông trên biển cũng như là các tour du lịch quanh khu vực Côn Đảo khá thuận lợi. Tại vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, bao gồm đảo Phú Quốc, Thổ Chu, cũng nằm trong xu thế thời tiết tốt thì vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang chỉ có gió nhẹ, trời ít mây và hầu như không có mưa, tầm nhìn xa trên 10 km. Tại đảo Phú Quốc, Thổ Chu, đêm nay trời cũng không mưa, ban ngày có nắng, song gió yếu, hoạt động yếu là điều kiện khá lý tưởng cho hoạt động đánh bắt cũng như du lịch biển tại khu vực. Tại vùng biển Vịnh Thái Lan, thời tiết phổ biến ít mây, có mưa rào một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Trên vùng biển này chỉ có gió nhẹ và sóng yếu. Xu hướng trong nhiều ngày tới, trạng thái thời tiết và chế độ sóng gió tại khu vực biển khá ổn định, phù hợp với những lộ trình đánh bắt dài ngày. Tại khu vực Bắc Biển Đông và huyện đảo Hoàng Sa, do chịu tác động của lưỡi áp cao lục địa tăng cường, nên tại khu vực Bắc Biển Đông sẽ duy trì trường gió đông bắc đến đông với cường độ mạnh hơn so với những khu vực biển khác và sẽ ở khoảng cấp 4, cấp 5 gây biển động nhẹ. Thời tiết có mưa rào và dông ở một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Tại quần đảo Hoàng Sa thì ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc với cường độ yếu hơn chỉ ở mức cấp 4. Tại khu vực giữa Biển Đông từ 10 đến 15 độ Vĩ Bắc, trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết tại đây duy trì trạng thái mây thay đổi, có mưa rào một vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, đới gió đông đến đông bắc cấp 4, biển bình thường. Tại khu vực phía Nam Biển Đông, bao gồm khu vực phía Nam của quần đảo Trường Sa, Huyền Trân và Song Tử Tây, mây thay đổi có mưa rào một vài nơi, gió đông đến đông bắc có cường độ ổn định ở mức cấp 4, tầm nhìn xa trên 10 km, thời tiết tốt và sóng gió không mạnh sẽ còn duy trì trong vài ngày tới, mang lại thuận lợi cho tàu thuyền đánh bắt và các hoạt động khai thác dầu khí trên khu vực biển này. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết biển ngày hôm nay. Chúc bà con có những chuyến ra khơi an toàn và hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.